kẹo hay ghẹo? Chào mừng bạn. Nào quay với con năm chú nhảy ở đây. Một đá lăng với đập vào đầu. Oh, mẹ ngồi đến suối mà ba bạc xôi là. Quay với con được nhảy ở trên vua. Nào quay với con bông chú nhảy ở đây. Một đá lăng với đập vào đầu. Mày gọi đến bác yêu tinh và bác la. Quái vật không được nhảy ở trên giường. Nào quái vật con ba chú nhảy ở đây. Một ngã lăng với đập vào đầu. Mày gọi đến bác ma cà rồng và bác la. Quái vật không được nhảy ở trên giường. Nào quay với con hai chú nhảy ở đây. Một ngã lăng với đập vào đầu. Ôi, mẹ gọi đến bác ma và bác cũng la. Quái vật không được nhảy ở trên giường. Nào quay với con một chú nhảy ở đây. Cầu ngã lăng với đập vào đầu. Ui à, mẹ gọi xác ướp ngay và xác ướp la. Quái vật không được nhảy ở trên giường. Là một quả bi rất kinh cầu ở trong bóng đêm. Mặt trăng đang xoay chuyển màu trắng. Ồ thật là ma quái, xoa đầu này thì rực cháy. Tịch tắc cái đồng hồ ta sợ đêm nay, sợ hai tối nay. Là Halloween, là Halloween, đó Halloween. Ở trong ánh sáng. Là Halloween, là Halloween, đó Halloween. Niềm vui của zombie. Là Halloween, là Halloween, đó Halloween. Bạn làm gì vào tối nay? Là Halloween, là Halloween, đó Halloween. Giờ hai đêm nay. Còn sương ở đây bà bạc hay đếm những ngón tay. Đằng sau có macaron đúng. Chẳng còn mặt trăng ở đó, chỉ là vì bạn sợ hãi. Sạc sóng sẽ tăng nhiều đêm nay, sợ hãi tối nay. Là Halloween, là Halloween, đó Halloween. Ở trong ánh sáng. Là Halloween, là Halloween, đó Halloween. Niềm vui của zombie. Là Halloween, là Halloween, đó Halloween. Bạn làm gì vào tối nay? Là Halloween, là Halloween, đó Halloween. Giờ hai đêm nay. Ăn ăn ăn, hay ăn hay.
rửa tay của con. Không không không, con không muốn rửa tay của con. Rửa ngay đi, rửa tay luôn tốt đó con. Ồ không không, bé không phải làm. Nhìn nhìn này, họ Ly thích rửa tay. Nào con muốn đẹp xinh và thật sạch hay không? Vâng được thôi, bé sẽ rửa tay, rửa rửa nhà vui ghê. Con muốn rằng con trong sạch như ba. Vâng được thôi, bé sẽ đánh răng, chơi chơi răng thật vui. Ngu ngu ngu, bé hãy ngu đi. Không không không, ô bé đây chẳng thích ngu đâu. Ngủ say đi, ngu luôn thật tốt bé ơi. Ồ không không, bé không phải làm. Nhìn nhìn đi, mẹ rất là thích ngủ. Rồi ngày mai ta cùng ra công viên con nhé. Vâng được thôi, bé đi ngủ đây. Ôm nào ôm nào ôm nào, thật là ấm ghê. Yeah, ngủ ngon. Nè Đu Vi, hôm nay là bài học đánh vần đầu tiên của con. Oh, con phải làm vậy ư? Này Đu Vi, sẽ rất vui, thật không? Chắc chắn rồi, đánh vần là tốt nhất. Giờ hãy xem chúng ta sẽ bắt đầu với gì đây. Con biết, đánh vần bingo. Bingo cũng có thể học cách đánh vần. Trẻ con chung nuôi một chú chó này và bingo là tên chó. B-I-N-G-O 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 đó, bingo là tên chó. Phải vậy không bingo? Trẻ con chúng em và chú chó này và bingo là tên chó. I-N-G-O 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 đó, bingo là tên chó. Trẻ con chúng em và chú chó này và bingo là tên chó. NGO 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 đó, bingo là tên chó. Trẻ con chúng nuôi một chú chó này và bingo là tên chó. G-O G-O đó, bingo là tên chó. Giờ làm ơn. Trẻ con chúng em và chú chó này và bingo là tên chó. O O O đó, bingo là tên chó. Bingo!